chào bà con và các bạn. Thì hôm nay mình quay clip để giới thiệu cho bà con về cái sản phẩm của bên trái cây thượng nguồn Lắc, về những sản phẩm Nhật, Úc, Âu, Mỹ. Thì những sản phẩm này chuyên dùng cho cây chanh dây, cây bơ búp, cây tiêu, cây sầu riêng và một số cây trồng khác, cà phê. Thì với cây đầu tiên mình nói về cây chanh dây thì bên mình có cái sản phẩm nano đồng oxy cloro, và cái thứ hai nữa là nano đồng bạc hợp kim. Thì sản phẩm này chuyên về phòng bệnh và trị bệnh phấn trắng virus. Thì một số bà con bây giờ rất thắc mắc là không biết mua sản phẩm nào để phòng và trị cho cây chanh dây. Thì đó là hai sản phẩm mà mình giới thiệu sơ về cây chanh dây. Thì nếu bà con nào có nhu cầu phòng và trị bệnh phấn trắng thì liên hệ số điện thoại dưới, mình sẽ tư vấn cụ thể. Và những sản phẩm khác chuyên về chống tóp trái, mềm trái nè và lớn trái thì bên trái cây thượng nguồn Lắc cũng có những sản phẩm Nhật. Và tiếp theo đó là bơ búp, thì bà con cần có những cái sản phẩm đó là giữ trái nó đẹp nè, bóng nè và giữ trái được lâu. Thì hoàn toàn những sản phẩm mình quay bà con xem đều là sinh học 100%, hiệu quả nó rất là tốt. Vấn đề thứ ba nó là sầu riêng và tiêu. Thì tiêu thì có sản phẩm là chống rụng trái và chắc trái đẹp trái. Thì những sản phẩm này mình cũng giới thiệu sơ bà con xem thôi. Thì bà con nào có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm thì có thể điện thoại, số điện thoại dưới để được tư vấn cụ thể hơn. Thì hầu như bà con bây giờ rất chú trọng về vấn đề gọi là sinh học, nên bên mình cung cấp toàn bộ những thuốc và phân bón chuyên về sinh học, nên bà con cứ yên tâm về chất lượng. Thì qua đây mình cũng quay sơ về một số sản phẩm. Thì cái thứ nhất là mình cũng nhắc lại, đó là về cái bệnh bên phấn trắng virus thì đã có thuốc khắc phục và hãm nó lại, không cho nó phát tán được, thì để duy trì được sự sống của cây chanh dây. Thì bà con nào có nhu cầu mà muốn lấy thuốc về cây phấn trắng virus của chanh dây thì cứ gọi số điện thoại dưới để mình tư vấn được cụ thể hơn. Xin cảm ơn bà con.
Thank you.